Xin kính chào kênh Bất Động Sản Giang Lo. Xin kính chào quý cô chú anh chị em nè. Ngày hôm nay đó, Giang lại tiếp tục đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố tân cổ điển với bề ngang 63 x 13 m và được thiết kế một trệt hai lầu sân thượng. Căn nhà nằm ở đường Huỳnh Tấn Phát, nhà Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị em. Với pháp lý của nhà là nhà sổ hồng riêng, thửa riêng rồi. Nói chung pháp lý rất là chuẩn chỉnh. Quý cô chú anh chị em chỉ cần mua về đi công chứng sang tên nhanh gọn lẹ. Căn nhà nằm trong khu dân cư đã được quy hoạch rất đồng bộ. Khu đây nè, dân cư an ninh văn minh đó, mọi người thấy không, giờ này khoảng 10 rưỡi rồi, rất là yên tĩnh luôn. Đây là một trong những khu mà mọi người có thể lựa chọn chọn một căn nhà, chọn nơi an cư lạc nghiệp nha. Rồi bây giờ cùng với Giang đi vào chi tiết để Giang nói giá chứ. Giá hiện tại đang ra bán là giá 8 tỷ 200 triệu đồng, và giá này vẫn còn thương lượng. Nếu anh chị mà xem mà ưng thì chúng ta có thể gặp chủ để thương lượng được cái giá tốt hơn nha. Đây là không gian chúng ta có thể đậu được xe hơi nè. Cái không gian đây rất rộng nên chúng ta có thể vô được nhiều dòng loại xe khác nhau, từ dòng 4 chỗ, 7 chỗ chúng ta vô đậu thoải mái nha. Và ở góc đây anh chủ nhà thiết kế một hệ tủ để giày nè, đó. Tủ để giày đây, rất hợp lý luôn. Và có một cái bức tranh này tạo trong điểm nhấn ở khu vực gara xe hơi đây. Rồi bây giờ cùng với Giang tiến vào không gian phía trong. Đây là không gian của khu vực phòng khách. Hiện tại phòng khách đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị cơ bản rồi, như bộ sofa đây, màu này rất là nổi bật so với toàn thể không gian và màu sắc của nhà. Đối diện đó là hệ tủ để tivi. Đây, hệ tủ để tivi hiện tại có sẵn luôn cái tivi nha mọi người. Và có nhiều cái hộp ngủ ở phía sau. Ta trưng bày cái chai rượu gì cũng được. Bây giờ còn mới gian di chuyển vào không gian của khu vực bếp. Hiện tại trong khu vực bếp đây đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị, đầy đủ cái công năng cho mọi người rồi. Đó. Quý anh chị có thể thấy không? Đầy đủ nè. Như dưới đây á là máy đứa chén nè, lò vi sóng, rồi máy hút mùi này, có sẵn cái tủ lạnh nè. Và khi nấu ăn qua rồi chúng ta phải có một không gian thưởng thức. Bên phía góc đây là có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế. Chung căn nhà thì bàn ăn tới tận 6m3 mà, nên mọi thứ đã được chuẩn bị quá đầy đủ rồi. Chúng ta chỉ cần mua về và phải sách ra lưu ở thôi. Ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái toilet nữa nha quý cô chú về. Đó. Trong toilet đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cơ bản, lavabo, bồn cầu, kính kệ. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở tầng trệt căn nhà nè. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu nhé. Trên lầu tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng, và trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất như quý cô chú anh chị em. Đây là đường luồn cầu thang. Đó, đường luồn cầu thang có sẵn một cái hệ tủ ta để đồ vật dụng linh tinh là vẫn được. Đây là phòng ngủ phía sau. Nội thất như giường ngủ, đèn ngủ trông rất bắt mắt. Và ta có một cái vách ngăn đây, hệ tủ để tivi nha, thiết kế rất là hợp lý luôn. Và những cái hộp tủ để đồ quần áo nè, phía sau đây đó, rộng tha hồ trong tủ để đồ. Ở phía sau tấm kính này á, chúng ta có trong cái toilet. Trong toilet đã được bố trí đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản luôn, có bồn tắm nằm luôn nha mọi người, thiết kế rất là hợp lý. Bây giờ cùng với Giang ra phòng phía trước. Hiện tại phòng phía trước đang y chang như phòng phía sau thôi, nội thất đã đầy đủ rồi, như giường ngủ rồi táp đầu giường hai bên. Đối diện đó là một hệ tủ nè, ta để tivi đó. Và phía sau vách này ta tiếp tục lại một cái toilet nữa. Trong toilet hiện tại đã được bố trí sẵn cái bồn tắm nằm luôn. Vừa rồi á, Giang đã giới thiệu mọi người xong ở là một căn nhà nè, trên lầu 2 cũng được thiết kế y chang như vậy, cũng gồm hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Và trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất như giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi và bàn trang điểm. Nói chung căn nhà này chúng ta mua về và xách vali vừa ở thôi. Để tránh mất thời gian chúng ta lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang lên thẳng sân thượng nhé. Không gian đây là tầng cao nhất của nhà. Trên sân thượng có một cái khoảng không để làm phòng thờ nha mọi người. Ta để một cái bàn thờ đây, cúng kiến thoải mái luôn, rất rộng. Và ở phía sân sau đây á, hiện tại cũng trống trơn rồi. Chúng ta mua về nên làm một cái khung rào sắt lên, cảm giác nó sẽ chắc chắn và kiên cố hơn nha. Nên đây chúng ta trồng cây xanh hoặc tạo sân thượng nhỏ nhỏ. Và đây là không gian của sân thượng phía trước. Nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng hoặc là những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong căn nhà. Mọi người khi xem video clip cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xem nhà, xin liên hệ với Giang nha. Số điện thoại trên cùng phía trái màn hình đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.